Hello, anh quay trở lại với cả chuyên mục test quân anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ test hai loại quân, đó là Y và Z thần, Y thần và Z thần đời 4. Thì số lượng ngày hôm nay thì sẽ là 100 Y đối đầu với 300 Z anh em nhé. Quay trở lại mục test quân, thì anh em nào muốn test loại quân gì thì mọi người có thể comment ở phía dưới của cái video này nhé. Và một vài anh em bảo là làm cái video hướng dẫn test quân này thì mọi người chờ video sau mọi người nhé. Hôm nay chúng ta sẽ test Y thần và Z thần, số lượng 100 đấu 300. Và Y thần thì có 3 loại Y, một là Y Kata, hai là Y Greg, ba là Y của Maxe. Đấy, đó là những loại Y đặc biệt trong cái đế chế. Còn Z thì chúng ta sẽ test hai loại Z, đó là Z cho son và Z Roman. Cho son thì châu máu, còn Z Roman thì nó chém nhanh. Đấy. Và cuộc đấu đầu tiên chúng ta sẽ test Z cho son trước anh em nhé, với ba loại Y. Y thứ nhất sẽ là Y Kata và Y Greg và Y Maxe nữa. Nhưng mà trận đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ test Y của Kata đối đầu với những con Z điên của Choson mọi người nhé. Và số lượng là 100 đấu 300 nha. Chúng ta sẽ test luôn. Đó, vậy là Y của Kata. Máu là 200 anh em ạ, máu 200 so với 160 của y thần bình thường. Z cho son là 240 máu. Vậy là y Kata còn không có máu bằng Z cho son anh em ạ. Công là 30 cộng 4, giáp 8 cộng 4, như vậy là y thiếu mất một công một giáp, thiếu một công một giáp mọi người nhé, so với những con y của Maxi. Còn cho son thì công 13 cộng 7, Z giáp 2 cộng 4 và thiếu một giáp thôi, nhưng mà bù lại là 240 máu. Còn 44 con Z và 8 con này. Bên kia để xem nhá. Kin được bao nhiêu rồi? Kin được 200, nhưng bên kia còn 100 con Z. 8 đang cân. Y Kata mà được châu máu nhưng thiếu giáp, thiếu công như thế này thì khả năng đây là loại Y yếu nhất trong 3 loại Y mất này. 200 máu còn không bằng máu của Z cho son. Z cho son là 240 máu. Và nó có cái công là 13 cộng 7 20. Y thì là 34, à nhà Y không nhiều cao nhờ. Giáp là 2 cộng 4, giáp của Z thì nó thấp. Và con Z cho son này thiếu một giáp nhé. Đã full phải là 2 cộng 6 cơ. Rồi, từ từ. Như vậy cuộc test đầu tiên thì Z của cho son đã giành chiến thắng với số lượng là còn 50 con Z anh em nhé. 50 con Z. Bên này Ikatha đã thua rồi. Ikatha đã thua. Ikatha thua thì chúng ta phải đổi loại Y thôi. Rồi chúng ta sẽ đổi sang Y Greg mọi người nhé. Y Greg nhé. Tí nữa chúng ta sẽ test những con Z của cho Roman sau. Z Roman hình như là full công nghệ đấy. Và nó chém nhanh nữa cơ. Rồi Y của Greg đối đầu với Z của cho Son. Số lượng vẫn là 100 đấu 300. Rồi Y Greg thì nó chạy nhanh hơn. Đó là một lợi thế đấy. Tốc độ nó nhanh hơn so với những con Y của Galarian. Máu thì 160 thôi, so với Z là 240 thôi, thua tận 80 máu so với một con Z nhé. Đây số lượng gấp 3 lên. Bù lại thì cái công của con Y rất là cao, 8 là 30 cộng 4 và cái giáp là 8 cộng 6 thành Y Greg. Y Greg thì full giáp nhưng mà thiếu mất một cái công. Và chinh đồng thì chúng ta không quan tâm anh em nhé. Chinh đồng thì quân cận chiến nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Bên kia Z xem là các bạn Z là một chim đồng, Z cho son một chim đồng, Y của ở đây thì là ba chim đồng, mà không quan tâm đâu, quan tâm đến máu công và giáp này, công 20 là cho Z 240 máu, nhưng mà con Z của rồi cho son là cho máu thôi, hơn con Y được 80 máu, quá, còn khoảng 23 con Y, và bên kia để xem còn khoảng bao nhiêu con Z anh em nhé, 263 như vậy còn khoảng hơn 30 con Z. Và tham lại đè rồi nào thì khả năng là Y-Greg có thể giành chiến thắng này nhỉ. Y-Greg khả năng có thể giành chiến thắng trước 300 con Z của chưa chắc nha, chưa chắc đã thắng được anh em ạ, chưa chắc thắng được đâu, còn 5 con Y thôi. Ồ vẫn thua 285, như vậy còn đúng 15 con Z thôi. Làm đề ngược lại này. Nhưng vậy vẫn thua còn 15 con Z thôi. Kèo này khá cân, Y Greg và Z của cho son.
nhưng mà nói chung vẫn thua. Cân thì cân thôi chứ còn kết cục là vẫn thua. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với loại y cuối cùng, y max c đây này. Y max c thì em đánh giá nó còn mạnh, mạnh hơn cái y crack cơ. Mặc dù cái khả năng kháng phù là thứ nhất, bóng giò rộng là thứ hai, thứ ba là cái chiêng đồng năm của IMAX. Ba cái đặc điểm đó thì trong cái kèo này nó không có tác dụng gì anh em nhé. Trong cái kèo này thì ba cái đặc điểm đấy của con IMAX sẽ không có tác dụng gì. Nhưng mà IMAX này còn một cái lợi thế nữa, đó là full công full giáp. Đấy, full công full giáp. Và nếu như mà để đánh giá một loại y toàn diện nhất bản đồ thì chắc chắn là IMAX. Đấy, vừa bóng giò rộng này, vừa là full công full giáp này, vừa là chống phù thủy tốt này, và vừa là chống cung tốt với cái chiêng đồng năm của mình. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chỉ test cái khả năng đánh cận chiến của IMAX C nhé, IMAX C và Z cho Son. IMAX C đây rồi, vẫn 160 máu, chiêng năm công là full nha, 30 cộng 7 và giáp cũng là full là 8 cộng 6. Bên kia Z cho Son thì vẫn là bao nhiêu, 20. Cái ưu việt của con Z cho Son là 240 máu. Bây giờ mới để ý là Z còn nhiều máu hơn Y mà nó rẻ lắm. Z thì như là 35 vàng, à 35 thịt 15 vàng đấy. Còn con Y thì là 60 thịt 40 vàng, 100 đồ với cái 50 đồ, như vậy gấp đôi đồ lên. Nhưng mà nó rẻ vàng, con Z thì cái rẻ vàng. Y của Max C còn 60 con Y. Y Max C có vẻ tươi đấy nhỉ. Y Max C không thắng được đấy, Y nào thắng được. Đúng rồi, khả năng là sẽ thắng, xem nào. Còn bao nhiêu con, 263, còn hơn 30 con thôi, 37 con, tham đề mạnh rồi. Tham đề mạnh rồi anh em. Clip hướng dẫn làm cái test này thì em sẽ lên trong video sau anh em nhé. Anh em để ý vào và đăng ký kênh ủng hộ cho cái kênh YouTube này em làm, cũng như là like video này mọi người nhé. Như vậy là còn đến 43 con Y. Anh em thấy khác biệt không? Anh em thấy khác biệt giữa Y Max C và Y Greg không? Y Max C nhá, nó chỉ hơn mỗi cái giáp thôi đúng không nhỉ? Đúng không? À cái công, hơn 3 công so với Y Greg thôi. Y Greg còn chạy nhanh mà Y Greg thua, trong khi Y Max C thắng. Khá là dị. Chứng tỏ Y Max C nó là mạnh đấy nhỉ, không những về khả năng chống phù, chống cung mà nó còn mạnh về khả năng solo nữa. Thế này thì khả năng IMAX C với IKATA, IMAX C phải ăn chứ, IKATA thua mà. Và bây giờ chúng ta sẽ test đến cái loại con thứ hai, đó là loại loại Z của Roma. Đây cũng là loại Z đặc biệt trong đế chế. Z Roma thì nó đặc biệt, và Z cho Son thì nó cũng đặc biệt, và Z cho Son thì xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì người ta cầm Roma thì người ta sẽ đánh đạp đôi, chứ còn ít khi người ta đánh Z, vẫn có nhá, nhưng mà ít. Chúng ta sẽ test Ikata đối đầu với Z của Roman mọi người nhé. 100 đấu 300. Đây là full công full giáp anh em nhé. Full công full giáp, 13 cộng 7, giáp 2 cộng 6. Hơn con cho Son một giáp và chém nhanh hơn. Nhưng mà cái máu thì 160. Và Ikata là 120, à 200. Ikata hơn Z của Roman là 40 máu, nhưng mà những con y thường thì sẽ bằng máu của Z Roman mà người nhé. Z Roman thì nó sẽ chém nhanh hơn đấy. Em thấy Ikata gãy khá nhanh, còn một châu máu đấy, nhưng mà để mà đánh y thì thường người ta chả đánh Ikata, yếu lắm à. Gãy như là sung thôi này. Giờ 85 còn 15 con y thôi, và còn hơn tận hơn 100 con Z ạ. Biết nãy quên mất test với cả Greg thì còn bao nhiêu con y, thì như là à còn bao nhiêu con y, như cũng khoảng 100 con nhau con Z đó. Chứng tỏ là y của Z của Roman với cả Z của Greg cũng của cho Son cũng ngang ngang nhau, còn khoảng gần 90 con y, 90 con 90 con Z thì đúng không. Và kiểu đấu này Kata lại thua, phê anh em. Kata phê, voi châu máu cũng phê, y châu máu cũng phê luôn. Kata đời 4 thì có vẻ không phải khỏe lắm. Bây giờ chúng ta sẽ test đến Y-Greg nào. Y-Greg là loại Y hay xuất hiện này. Bởi vì Y-Greg lên 4 thì người ta cũng thường hay đánh Y. Đấy, nên là nó hay xuất hiện trong cái đế chế. Và nó là điểm chạy nhanh, kể cả đời 3 nó cũng hay xuất hiện luôn.
chứ còn cà tha thì phế, test vào cho nó có thôi chứ còn thực ra cũng chả có gì anh em, cà tha không vẹo gì. Grealish là hy vọng Grealish có thể gỡ được trong kèo đúng không? Nãy kèo cho Son là thua nhưng mà thua sát sát nút thôi, còn cũng 15 con chết rồi. Còn coi kèo Roman xem thế nào, thiếu mỗi một cái công so với y của Maxi thôi mà chênh lệch lớn vậy sao, cũng ba công thôi mà thua, còn con y Maxi thắng áp đảo ảo nhỉ. Xem gặp chém GLZ của Roman có ăn được không, máu ngang nhau anh em ơi, kèo này thì máu ngang nhau, số lượng vẫn gấp 3 mà người nhân 100 đấu 300 nhé. Mình đừng quên là truy cập vào kênh YouTube AOL làm để tiếp xem test nhiều các loại quân nữa, bởi vì ở trên kênh hiện tại có rất nhiều video khác các loại quân khác nhau nữa mọi người. 12 con y nữa thôi, 242 nhưng vẫn còn tận 50 con z nữa, tam đè mạnh là con z rồi vẫn thua, nhưng mà thua cũng không chênh lệch quá nhiều, chênh lệch quá nhiều mà trận này thì thua đậm hơn cái trận lúc nãy, thua đậm hơn trận lúc nãy. Lúc nãy chỉ còn 15 con Z của Ro à, cho Son thôi, còn bây giờ tận 50 con Z của Roman. Z Roman cảm giác vẫn mạnh hơn Z cho Son chút anh em, mạnh hơn đấy nhỉ. Và chúng ta sẽ test đến cái loại y cuối cùng là y của Maxi, loại y mạnh nhất trên bản đồ này, xem thử là y Maxi có thể ăn được con Z của Roman hay không. Và đây cũng là loại y toàn diện nhất bản đồ và loại y hay xuất hiện nhất trong tất cả trận đấu đế chế trong tất cả loại y. Y Maxi thì đời 3 xuất hiện thường xuyên và đời 4 thì cũng rất hay xuất hiện, đời 3 thì auto xuất hiện anh em, Maxi thường sẽ có y rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test đến đời 4 nhé. Và bên này là Z Roma, một loại Z cũng hiếm gặp trong đế chế, nhưng mà đánh nít map thì hay gặp, và đặc biệt là thời gian gần đây em thấy mọi người hay đánh giết đời ba, có cái bài Roman đánh giết đời ba thời gian gần đây rồi. Sẽ là những con y Maxi đối đầu với những con Z của Roman, chúng ta sẽ cùng xem y Maxi có ăn được Z Roman hay không, hay sẽ lại thua. Y của Kata y Greg là ngã ngựa rồi, còn y của Maxi hơn với một cái công, xong y Greg đứng là một công 30 cộng 7 so với là 30 cộng 4 hơn 3 đam, hơn 3 đam là xem có thắng không nhé. Ủa nhé, còn cá nhiều mặt này nhé, mặt này thì y còn cá nhiều vậy. Cánh bên phải thì y Maxi đã giành chiến thắng, cánh bên trái thì nhé của Roman đã thắng, nên thì hai cánh sẽ đối đầu với nhau. Còn 30 con y kia để xem còn bao nhiêu con Z nữa. Ôi như vậy còn khoảng 30 con Z nữa thôi, thua rồi, tam đè cho Imaxi. Anh em thấy Imaxi bá đạo không? Đây là mới test mỗi khả năng cận chiến thôi nhé, chưa test đến con chống phù, chống chống cung đâu. Anh em mới thấy là con Imaxi nó bá đạo cỡ nào. Đời 3 lẫn đời 4 còn tận 28 con nhìn của Maxi, đẳng cấp nhờ, đúng là danh bất hư truyền anh em ạ. Y Maxi vẫn là bá đạo nhất của cái bản đồ đế chế này, kể cả về khả năng đánh cận chiến hay khả năng đánh xa. Và chúng ta đã có kết quả trong kèo đấu giữa 100 con y thần đối đầu với 300 con z thần ngày hôm nay. Và video xin phép kết thúc tại đây, và anh em đừng quên trước khi rời đi có thể ủng hộ cho cái video này một lượt like và một lượt đăng ký kênh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.